làm một cái chân tư. Chưa lại nhá, tôi lại biết cho màu nam lấy công nữ và anh em đang có cái gì để tâm công với mẹ toàn bộ đồng viên chị em cặp kinh cầu nguyện với mẹ. Thì tôi nghĩ rằng vấn đề đi cặp kinh cầu nguyện rất là quan trọng lắm nhá. Tôi đi trên phi cơ, tôi đi trên xe buýt, tôi rất là đạt. Chính thức Thanh Kha đã nói rằng chúng ta phải đọc kinh cầu nguyện ở hết mọi nơi, mọi lúc. Hết mọi nơi, mọi lúc. Cho nên là tôi, trên phi cơ tôi rút là xả ra tôi cầu nguyện. Đọc kinh, cho nên chúng ta phải cầu nguyện ở hết mọi nơi, mọi lúc trong đời chúng ta. Để đức mẹ tìm thứ, ta cho chúng ta để chúng ta thành. Hôm nay chúng ta đã xuân theo lời khuyên nhủ của Đức Thích Cha. Và tuân theo lời của Đức Mẹ là anh em, thì em hãy cầu nguyện để khỏi phải sắp lỗi nhé. Khi chúng em hiện ra ở Lộn Đức, ở Phật Ma, thì điều đó là con được làm cầu nguyện. Chúng ta đã bị bình chuyên, hạnh phúc nhé. Bây giờ thì là chúng ta đọc đẹp. Hãy lạy chào, hãy kính mừng, hãy lạy chúng vương nhé. Hãy chào và Thầy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thanh cha là sáng, đức cha chỉ đến như hai đền nơi đất cũng như trên trời. Xin cha con chúng con mỗi ngày nhớ được hàng ngày, hàng ngày chúng con như chúng con cũng cho mẹ con nhớ chúng con. Xin cha chúng con cho chúng con chúa, như chúng con cho chúng con cha. Xin cha Maria, mẹ con như chúng con cho chúng con. Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và mãi mãi đời đời con ơi. Tôn nhân của chính Đức Thánh Cha là phép kêu chữ này. Cha nào đã lên và bài Đức Mẹ chàng hạt của Đức Cha do Đức Thánh Cha làm phép treo vào tay đấy. Xuống chú xuống dùng coi cái lại. Phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Và chúng tôi cũng cầu xin cho tất cả những anh chị em nào không có đạo, không có tin tưởng thì chúng tôi cũng cầu mong cho anh chị em cũng được bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào nhất là. Chúng ta con xin thay mặt cho tất cả anh chị em linh mục tu sĩ giáo dân đang hiện diện ở đây, xin hết lòng cảm ơn Đức Cha đã bày tỏ sự hiệp thông đặc biệt với anh chị em chúng con, và nhất là Đức Cha đã cho chúng con những lời dạy bảo hết sức là tốt lành. Chúng con xin hứa với Đức Cha là chúng con sẽ thực hiện đúng những lời mà Đức Cha vừa dạy dỗ chúng con. Trong những ngày vừa qua chúng con cũng đã rất cố gắng
nhưng mà được sự khích lệ của Đức Cha thế này, chúng con sẽ cố gắng hơn nữa. Để việc cầu nguyện của chúng con ở đây là một hành vi tuyên xưng đức tin, một hành vi bày tỏ lòng trông cậy và lòng yêu mến, chứ hoàn toàn không mang cái tính cách tranh đấu gì. Cho nên trong cái tính cách là hành vi đức tin, hành vi bày tỏ lòng trông cậy vào Chúa và Đức Mẹ, chúng con nói với nhau là phải cố gắng bày tỏ một cái theo gương Chúa Giêsu hiền hậu và hơn quay toàn cảnh lòng. Chúng con cố gắng mấy ngày này như vậy, chỉ xin Đức Cha tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục chúc lành cho chúng con. Một lần nữa con xin thay mặt tất cả anh chị em có mặt ở đây xin hết lòng cảm ơn Đức Cha, và xin cho chúng con, xin Đức Cha cầu nguyện để chúng con càng ngày cũng giống như những ngày qua càng cảm nghiệm một cách sâu sắc hơn nữa tình yêu của Chúa và của Đức Mẹ ban cho chúng con khi chúng con cầu nguyện. Xin hết lòng cảm ơn Đức Cha, kính chúc Đức Cha mạnh khỏe luôn. Không có nào đều là đồng bào của tôi hết á, nha, đồng bào thân mến nha.